Ok, xin chào mọi người đến với QFK K23. Ok, chúng ta hãy cùng tiếp tục nào. Phần 2. Cuộc điều tra. Đeo đọc rồi đó. Có vẻ như là ông đã điều tra rất là kỹ về quốc lây rồi. Ok, vô nè. Đây chính là văn phòng của ông. Đây, gương của mình. Đó là tôi, chăm rất mệt mỏi. Đúng vậy. Bởi vì ông đã điều tra cuộc vụ án này mà. Nước. Một cái tấm chiếu slide. À, đây, tấm chiếu đây. Không, một tờ giấy. Đúng rồi, coi. Một bản đồ. Dao cạo. Bình bình lọc cà phê. Và máy chiếu đẹp à? Không. Bây giờ máy chiếu. Lúc này coi vô. Cái bút. Cà phê, chắc con cà sẽ bỏ cà phê vô. Ghi một cái từ cụ thể này nữa. Cái gì đây? Đây là bản đồ đúng không? House. Chỗ lúc trước này. A B C giấy giá này đúng không? Khi ông đến gần chiếc cầu xay, thời gian như ngừng trôi. Một ông già đi đến. Beside the light là cái gì? Một cái bình. À đây máy làm cà phê đây mà. Thì trước tiên chắc cũng phải sẽ cạo dao. Lấy dao cạo để cạo râu mình. Cạo râu cho mình. Ui đập dài liền. Ô râu lớn rồi. Bắt đầu bắt. Gì đi? Vai nồi. Quả nhỏ. Con quả này. Chắc là hình như chúng ta đã gặp ở Harvey Book. Và Harvey Book rồi. Nhưng mà đây là con quả nhỏ. Hình như là ông thám tử chúng ta đã mệt mỏi đến mức mà bị ảo giác mẹ. Chúng ta bắt ai đây? Công này quen lắm nha. Như ở cái phần một mảnh giấy cuối cùng này. Sway đo, đúng rồi. Phần 15 của Rút Lilac. Nhưng mà phần nó xa, còn xa lắm á mọi người. Con số xuất hiện trên mặt hồ. Hình như tôi cũng hiểu hiểu gì đó rồi. Có hai cái số trang giấy. À có cái trang này này. Có cái tôi viết. Mèo. Mắt nó bị gì đấy? Ăn không? Ủa ăn thì. Quay nào nó nuốt luôn nha. Nuốt rồi làm gì không? Cho gì không? Không. Số. Mà phải tìm số. Long đem gì?
sao phải làm cà phê trước rồi. Gặp cà phê này. Cà phê lên. Khoan, phải kiếm nước đúng không? Chắc nước ở trong này quá. Đúng rồi, ta lấy nước. Bỏ vô. Khoan. Đồ đây gì? Đúng rồi. Ok, có cà phê rồi. Ta nấu nước lên rồi nó đổ xuống. Bình chứa cà phê. Bỏ vô. Ngon. Hai bốn bảy. Ta tìm hết số 247 sau khi uống cà phê. Ông thám tử ông chơi đồ nặng rồi mọi người ạ. À, ông có xem. Ui. Cái gì đó? Xem lại. Cái đồ phát gì đấy? Không mà. Adu. Hey. What the ông đang ngồi trong đó biến hành lên không ổn quá trời không tại sao là phương màu đen. Tôi tưởng một người mà bị lấy đi trước là sẽ cho hành lên hậu ổn hay méo nào thế méo nào mà ổng mà sau đó lên hậu ổn chết đi. Thế sao ra mà sao tôi đâu thấy nó chết đâu. Mình có làm gì đâu mà chết. Ui, con mèo đó rồi. What the fuck? Cái gì đây? Như con mèo nó bị con chim ở trong nó giết rồi ra đó. Cái gì đó? Tôi không hiểu nha, chuyện gì đó? Trứng này có tác dụng gì đây? Ăn đồ à? Bây giờ thì các anh lúc rồi mấy chiếu rồi đây từ hồi nãy này nó khá là giống cái này để xem mà. À bút lông tôi biết để làm gì rồi để vẽ đây. Đây rồi. Tôi để xem lại rồi. A, B, C. Bây giờ chúng ta sẽ vô đây và đổi. Cái này, bắt đầu. Không, em không bay. Cái gì này, số trên giấy. Bảy, bốn, sáu. Bị ảo giác đến mức này đó hả? Ông bé cái gì kinh vậy? Đưa đưa cho bay, tôi biết à. Trứng. Ô, đây. Khoái đồng. Sao quả trứng nó biến thành khối lập phương trắng? Nó có nghĩa là gì? Đó, nó đi à? Khối lập phương đen và trắng. Vậy mà thiếu một cái nữa. Đó chính là cái này. Chúng ta phải ghi chữ nào cho chính xác. Thì đây.
Mọi người có thấy cái mấy cái chữ gạch chân không? Nó phải ghi mấy cái từ đó vô theo cái từ từ trên xuống dưới. Man cơ lay mill stop man lay ông đi đâu đó mày ao men là ai ta, cái ông già đó là ai nha, không biết biết sợ tốt từ chưa chưa xíu xíu ghi này chứ nhiều chứ. Câu xe gió làm tôi nhớ đến Don Quixote. Cuối cùng hình như là number đúng không? 392. Chắc không là phường vô gì nữa. Shit. Cái gì đấy? Căn nhà. Fuck, ông giàu giá kinh khủng khiếp rồi. Chương 3. Ok, thì cũng là hoàn thành xong chapter 2 của QSK K23. Ok, tạm biệt mọi người nhé.